Không để phát sinh vi phạm mới trên đất nông nghiệp, thành phố Hưng Yên đã cương quyết chỉ đạo các địa phương vào cuộc giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm. Đến thời điểm hiện tại, thành phố Hưng Yên đã giải tỏa được gần 230 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xây dựng nhà chuồng trại, lều lán trái phép trên đất nông nghiệp. Trong đó, riêng 11 tháng đầu năm 2021 đã giải tỏa được 140 trường hợp. Tập trung tại xã Quảng Châu, Liên Phương, phường Lam Sơn, hiện thành phố Hưng Yên vẫn còn trên 200 trường hợp vi phạm từ năm 2014 trở về trước. Các địa phương đang tích cực vào cuộc vận động tuyên truyền để các hộ dân đồng thuận trong việc thực hiện tháo dỡ, đồng thời tiếp tục rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới.